Chào mừng các bạn đến với Tin Hồng Ngôi Sao và mình là Thương Trần đây. Có một cái tin động trời và hôm nay mà mình vừa mới được trên tay một cái sản phẩm, một chiếc laptop. Chỉ với tầm giá 2 triệu đồng thôi, các bạn sẽ được sở hữu những gì? Một chiếc màn hình IPS, một chiếc màn hình cảm ứng và có thể gập 360 độ. Và chiếc laptop này có mã hiệu là Chromebook 300E của nhà Lenovo. Và hôm nay thì mình sẽ đánh giá và cảm nhận chi tiết của chiếc laptop này cho các bạn nha. Bắt đầu video thôi. Nhắc lại các bạn biết là chiếc laptop này đang có mức giá là chỉ hơn 1.900.000 thôi. Và cho các bạn biết luôn cái mức giá gốc của chiếc laptop này là 3.990.000. Nhưng mà hiện tại Tin Hồng Ngôi Sao đang có một số lượng giới hạn sản phẩm. Đây là những cái sản phẩm trưng bày nên Tin Hồng Ngôi Sao đang có chương trình giảm giá dành cho các bạn đến mua cái chiếc laptop trong cái thời điểm này. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái phần build và cái thiết kế của chiếc laptop này. Thì trên mặt A của chiếc laptop các bạn có thể thấy ngay cái logo Chrome mà các bạn sẽ thường thấy trên những chiếc Chromebook, trên những cái hãng khác ví dụ HP hay là Dell sẽ cũng có những cái sản phẩm này. Về mặt A thì chúng ta sẽ có những cái thiết kế, những cái đường cắt hình thoi sẽ làm cho chiếc laptop nó có cái độ chắc và chống chảy xước hơn. Về phần viền của chiếc laptop thì chúng ta sẽ được làm nhám, khi mà các bạn cầm lên cái phần nhám này sẽ cho các bạn được cái cảm giác nó khá là chắc chắn. Và tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái phần build của chiếc máy này. Thì nói với các bạn luôn thì đây là một chiếc laptop được thiết kế theo tiêu chuẩn quân đội và đảm bảo về cái độ bền này. Cái phần bản lề các bạn cũng có thể thấy được, đây là một cái phần được làm cái phần khớp nối được làm bằng kim loại này, khá là chắc chắn luôn. Khi các bạn gặp, cảm giác cực kỳ chắc. Ok, tiếp theo mình sẽ nói về cái phần màn hình. Chúng ta sẽ được sở hữu một chiếc màn hình với kích thước là 11,6 inch, độ phân giải là Full HD và đây là tấm nền IPS nhá. Trời ơi, 1.900.000 mà sở hữu IPS. Nói về phần cảm ứng của chiếc màn hình này thì mình cảm nhận nha, nó cực kỳ mượt mà vì được tối ưu với cái phần Chrome OS của chiếc laptop này. Có một điểm khác biệt, nó sẽ khá là giống so với những cái chiếc tablet khác, nhưng mà phần khác biệt sẽ là cái phần bàn phím của chúng ta. Thêm một phần khá thú vị nữa, chiếc laptop này sẽ được trang bị hai chiếc webcam cho các bạn có thể học trực tuyến hay là họp nè. Đây sẽ là một cái laptop phục vụ công việc khá là tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về phần bàn phím. Thì mình đánh giá đây là một cái bàn phím có hành trình phím khá là sâu và khi mà các bạn bấm nó sẽ có độ nảy khá là tốt. Với mình thì cái bàn phím này mình sẽ phải tập làm quen trong khoảng nửa ngày. Đây sẽ là một sản phẩm dễ thích nghi dành cho các bạn mới sử dụng. Chiếc laptop của chúng ta thì sở hữu cái phần cứng có bộ nhớ là 32GB, RAM là 4GB, cũng tương tự các chiếc tablet Android khác. Với dung lượng là 32GB thì có thể là hơi ít, nhưng mà có một phần khá là hay là chiếc laptop này được trang bị rất nhiều cổng kết nối mà thường sử dụng bây giờ, đó chính là cổng Type-C này, rồi cổng USB 3.0 và kèm theo đó là có thêm một cái khe cắm thẻ nhớ. Chiếc laptop của chúng ta sẽ được mở rộng bộ nhớ khá là dễ dàng nếu các bạn muốn trang bị thêm những cái ổ cứng ngoài hoặc là đơn giản thôi là gắn thẻ nhớ vào. Vì là sử dụng hệ điều hành Chrome OS nên các bạn sẽ nghĩ là chiếc laptop này sẽ bị giới hạn những cái tác vụ về làm việc ví dụ như là Microsoft hay là này kia, nhưng mà không. Các bạn có thể tải thẳng trực tiếp từ CH Play. Các bạn tải về những cái ứng dụng từ game cho đến PowerPoint, các bạn có thể làm việc được tất cả trên chiếc máy tính này. Trời ơi, với mức giá 1.900.000 thôi mà các bạn được sở hữu rất nhiều thứ từ làm việc cho đến học tập. Về trải nghiệm giải trí trên con máy này thì mình đã từng xem phim này, rồi xem YouTube này, thì cái tấm nền IPS này cho mình một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời và ăn đứt rất nhiều cái con laptop hiện tại. Với tầm giá 2 triệu thì không ai qua nó đâu. Và còn về âm thanh thì chiếc laptop này đáp ứng vừa đủ cái nhu cầu nghe nhạc của mình hay là xem phim. Và khi mà các bạn ngồi ở những cái quán cà phê hay như thế nào đấy thì thông thường các bạn cũng sẽ phải đeo tai nghe, nên cái phần âm thanh nó cũng không là một cái tiêu chí quan trọng đối với mình. Và có thêm một cái phần nữa mà ngoài lề chút xíu thôi, nhưng mà mình cũng muốn đưa vào video này để hướng dẫn cho các bạn khi mà các bạn muốn sở hữu cái chiếc máy tính này. Vì đây là một cái sản phẩm đến từ thị trường Nhật Bản nên các bạn cần phải set up cái ngôn ngữ cho nó trước khi sử dụng để các bạn dễ dàng sử dụng hơn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu ha.
Rồi, đầu tiên các bạn mở máy lên thì các bạn sẽ thấy toàn là tiếng Nhật vì đây là máy từ thị trường Nhật Bản. Thì đầu tiên các bạn giúp mình nhấn vào quả địa cầu bên tay phải màn hình thì các bạn nhấn như thế này ha và chọn tiếng Việt. Phía dưới là tiếng Nhật thì các bạn chọn luôn lại là Hoa Kỳ. Và sau đó thì các bạn làm tiếp theo hướng dẫn và đăng nhập vào tài khoản Google của các bạn là được nha. Về phần đánh giá thì mình đánh giá chiếc laptop này sẽ phù hợp với đại đa số những cái bạn nhỏ có mục tiêu về học tập này, hoặc là các anh em có cái công việc liên quan đến văn phòng. Và đây sẽ là một sản phẩm cực kỳ tốt trong tầm giá. Và các bạn đánh giá như thế nào về sản phẩm này, có thể comment để lại bình luận ở bên dưới. Và mình là Thương Trần, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.